Xin kính chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, nhân dịp xuân mới quý mão tôi xin gửi tới quý vị và anh chị em những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một mùa xuân mới và một năm mới bình an, mạnh khỏe, thánh thiện và thành đạt trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Trong năm 2023 này, Tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta đã chọn định hướng bục vụ đó là canh tân đời sống đức tin cá nhân. Đây là kết quả và cụ thể hóa tinh thần của công nghị Tổng giáo phận Hà Nội mà chúng ta đã tổ chức năm 2022 vừa qua. Khi đề nghị định hướng mục vụ canh tân đời sống đức tin cá nhân, chúng tôi mong muốn mỗi người tín hữu hãy suy tư nghiêm túc về đức tin của mình, để rồi đức tin thực sự là cuộc gặp gỡ cá vị giữa chúng ta với Đức Giêsu Kitô giữa mỗi người, với Đức Giêsu Kitô đứng đang sống giữa chúng ta. Một cách cụ thể, chúng tôi đề nghị mọi thành phần dân Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội hãy học hỏi lời Chúa qua Tin Mừng Thánh Matthew. Đây cũng là một sự đồng điệu với giáo huấn của Hội đồng Giáo mục Việt Nam như chúng ta biết trong thư chung nhân dịp đại hội tại Hà Nội. Vào tháng 10 năm 2022, các vị chủ chăn của giáo hội công giáo tại Việt Nam đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy củng cố tình hiệp thông, trước hết là tình hiệp thông với Chúa qua việc đọc lời Chúa và yêu mến cầu nguyện tôn vinh Bí tích Thánh Thể. Và tình hiệp thông ấy cũng được thể hiện trong mối tương quan đối với anh chị em mình đối với tổng giáo phận chúng ta để cụ thể hóa việc học hỏi tin mừng thánh mắt theo chúng tôi in 100.000 cuốn với khổ bỏ túi như thế này để phát hành rộng rãi mọi người có thể tiếp cận lời chúa có thể đọc lời chúa đây là bản dịch có chú giải giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn Nói đến việc đọc lời Chúa, nhiều người có sách tân ước trong gia đình nhưng không mấy khi đọc bởi vì họ không quen hoặc không biết cách đọc lời Chúa đọc kinh thánh không phải giống như đọc truyện cổ tích không giống như đọc báo đọc chuyện thời sự nhưng mà đọc lời Chúa cần phải trong tâm tình cầu nguyện và suy tư để lời Chúa đánh động bản thân mỗi người và nhận ra mình phải làm gì khi mà nghe lời Chúa dạy để cuộc đời của họ được thay đổi và những việc làm của họ tốt hơn, họ rập khuôn cuộc đời của mình như giáo huấn của Chúa Giêsu. Trong chương trình học hỏi tin mừng Thánh Matthew mỗi tuần chúng tôi sẽ có một bài học kinh thánh tin mừng Thánh Matthew được đăng trên mạng do các linh mục phụ trách. Mỗi video clip kéo dài từ 7 đến 10 phút với nội dung lời Chúa trong Tin mừng Thánh Matthew một cách cụ thể và đưa ra những áp dụng những tư tưởng giáo huấn đạo đức. Cùng với bài học được đăng trên mạng, chúng tôi cũng kêu mời các cha xứ hãy lưu ý đến trách nhiệm à mục tử của mình à, giúp cho người giáo dân hiểu lời Chúa qua các chương trình dạy giáo lý trước thánh lễ các ngày chủ nhật cũng kéo dài từ 7 đến 10 phút dựa theo uh, tài liệu đã được phát hành trên trang mạng của Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta và cùng với chương trình uh, học hỏi lời Chúa như vừa nói uh, ban truyền thông cũng uh, có chương trình cầu nguyện buổi tối tại gia đình trực tuyến trên uh, website của Tổng giáo phận vào lúc tám giờ ba và sau phần kinh tối thì đọc một đoạn uh, lời Chúa trong tin mừng Thánh Matthew và như thế hy vọng trong năm 2023 này chúng ta đều đọc hết tin mừng này để hiểu và thực hành giáo huấn của lời Chúa. Kính thưa quý vị và anh chị em, ngày Chúa Nhật thứ ba thường niên cũng là mùng một Tết âm lịch năm nay là Chúa Nhật lời Chúa. Đức Thánh Cha Phan Cô đã đặt ngày này để cổ võ mọi người lưu ý đến việc lắng nghe và thực hành lời Chúa, học hỏi lời Chúa. Cho nên bài học đầu tiên của Tổng giáo phận chúng ta được đăng trên mạng cũng như bài học đầu tiên mà quý cha hướng dẫn cho anh chị em tại các giáo sứ khởi đầu vào ngày mùng 1 Tết là ngày Chúa Nhật thứ ba thường niên, Chúa Nhật của lời Chúa. Mỗi một bài học đều giúp cho chúng ta hiểu theo nhiều cái nhìn khác nhau về lịch sử, về kinh thánh, về văn chương nhưng mà nhất là nói với chúng ta về những lời mời gọi à thực hành lời Chúa dạy để áp dụng lời Chúa trong cuộc sống của mỗi người. Và bài khởi đầu sẽ được gửi đến quý ông bà và anh chị em như lời dẫn nhập và giới thiệu Tin mừng Thánh Matthew. Và sau đây là bài học đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị và anh chị em. Tôi ước mong mọi thành phần dân chúa của Tổng giáo phận Hà Nội sẽ nỗ lực cố gắng để đón nhận lời Chúa vì như lời Thánh Vịnh, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Nguyện xin Đức Giêsu là lời của Thiên Chúa làm người, chúc phúc cho tất cả mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn.